Hello anh em nhá. Chúng ta cùng vào chơi game. Game gì đây? Chém hoa quả trước đi. Quay nhau. Hai tay luôn, độc một kiểu. Độc một kiểu. Dơm quá rồi. X4. Ôi, thôi rồi. Đục một kiểu. Chuyển game vào Zombie. Chúng ta sẽ chơi từ level 1. Đặt đây này. Trời gian lâu ấy mà. Nước đi hay đấy. Yeah.
What is your name? Song win tiếp theo vẫn là bắn zombie. Rồi tiếp theo. Xong rồi. Quá đẳng cấp. Một cái nữa nào. Quá chuẩn. Chúng ta sẽ chơi một cái nữa. Gần em chờ cho khác. Cho nó chết thẳng. Hàng về anh Phương nói à, chơi thì toàn bắn tiếng Anh thôi này. Rồi rồi cho tiếp theo là trò gì ạ?
Cái này ấn dừng video, Bandicam mình ấn F9 tiếp anh Phương ạ. Dừng á? Ừ. Nếu mà mình xong á. Số 9. Ừ. Very good. Quá đẳng cấp luôn. Sẽ đổi cho khác. Tiếp theo là trò gì anh? Pet dần. Chết cậu chưa rồi. Cái này mà bảo có game chơi đồng đội thì thôi quá. Như game online kêu ấm luôn đó. Skin ăn trộm. Anh Phương làm ra được chất ạ.
Vào đây. Rồi xong. Gặp toàn giang hồ. Nhanh người ấy làm video cái bao nhiêu phút đấy? 20 phút à? Em xong lên làm mà ghép nhạc mọi chất đấy. Xong rồi gặp hai giang hồ, gặp con giang hồ xịn này. Phách chết 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 tòi rồi. Đổi game nào. Game gì đấy? Bay lên. Tiếp theo đổi game. Game chán lắm. Rồi, xong rồi. Rồi, chào tất cả các bạn nhá. Goodbye.